Xin hân chào hết thảy các bạn yêu cờ. Trong video này, SC giới thiệu với các bạn hai trận đấu mới nhất trên đấu trường Thiên Thiên Thần Kỳ, một của Hứa Ngân Xuyên và một của top 3 Thiên Thiên Thần Kỳ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 3 2023. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Trong trận này, Giang Bình cầm quân đỏ đi tiên và Hứa Ngân Xuyên cầm quân đen đi hậu. Chứ 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 chứ
Một xe bên Sĩ Tượng có thể đỡ được xe mã, nhưng nay con tốt của Hướng Ân Xuyên đã qua sông, nên không cách nào có thể thủ hòa được. Giang Bình đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai. Trong trận hai này, Tiểu Cương top 3 Thiên Thiên Tượng Kỳ cầm quân đỏ đi tiên và Mai Tây An cầm quân đen đi hậu.吃 吃 吃 吃 吃 将军，吃。 将军。 将军 将军，将军。
将军。Sát cục, Mai Tây An đã buông cờ nhận thua. Một trận đấu kinh thiên động địa, đôi công như là vũ bão của cả hai bên từ đầu cho đến cuối trận đấu. Và top 3 của Thiên Thiên Đường Kỳ đã một series đòn kết liễu đối phương cực kỳ hấp dẫn. Trận cờ đến đây là kết thúc. Các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.